Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay mình sẽ chơi trò Minecraft cùng với cái thằng em của mình. Đây, thằng em. Đây, em chơi đây. Đó. Ok, là này là bước đầu khai sơn lập địa. Này, chúng ta sẽ đi tiên là đi kiếm gỗ các bạn. Minecraft này mình đang chơi trên máy tính luôn, khá là thú vị vì cái phiên bản trên máy tính nó khác với cái phiên bản ở điện thoại, là hình như là thấy di chuyển này kia rồi, thấy nó ngon cơm hơn, hay là nó có đồ đạc gì đấy. Ok, ok nè, em đi đi. Trời ơi, đâu này, lấy cái nhiều gỗ không Bi? Nhiều lắm. Lấy nhiều gỗ hả? Em biết xây nhà không? Đi. Ok. Và các bạn xem video cho anh một like ủng hộ nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel vui lòng bấm vô cái nút đăng ký và mở thông báo kênh lên nha mọi người. Còn ai mà có muốn chơi Minecraft chung với anh thì comment bên dưới video và anh sẽ tạo một các server, anh em vào đó chơi với anh cho vui. Gọi là chơi là vui là chính luôn. Hiện tại là anh đang chơi trên PC và cái bản này là cái bản bình thường, bản lâu chơi. Wow. Ồ, cái kiếm mà ổ lòng quất một hồi là nó thành cái cúp luôn rồi, ổ lòng cái cây luôn rồi, chứ không phải lụm cái cây nhỏ xíu để đào luôn. Được 27 miếng gỗ rồi, đào tốc hành luôn rồi. Em chế tạo nha. Ok, em chế có gỗ rồi chế cái gì? Mình chế đồ. Giờ mình chế cái bàn hả? Ờ. 4. Xem nào, đây là cái thùng gì vậy? Thùng chế tạo đồ. Anh chơi bên cái điện thoại quen rồi, còn cái này là trên máy tính cho nên anh cũng không có rành lắm, thấy nó cũng giống nhau đấy. Đây là cây cúp đúng không? Cây rìu. Đây là cái rìu khác, cái cúp khác đúng không? Ừ. Anh là dân ruộng nên chưa biết rành mấy cái này lắm. Ồ, cái cây này bự ghê thì. Wow. Bi học lớp mấy rồi Bi? Năm nay lên lớp 7. À, năm nay Bi lên lớp 7 rồi đó bà con. Đây là cái thằng em nhỏ xíu của mình. Rồi xong rồi lụm, giờ đi đâu nữa giờ Bi? Giờ đi đào đá, kiếm đồ. Đồ đá ở đằng kia có cái gì đỏ đỏ rồi, cái nấm, cái nấm như bự vậy, mình ăn nó được không Bi? Chế tạo ra sức còn được chứ không ăn được. Không ăn được. Ô, có mấy con cầu à. Ây da. Rồi xong lụm hết một miếng thịt rồi hả? Vậy sao đây có nhiều con thế? Ôi gì, ôi nó lại nó chào mình hay gì đó mà quất luôn rồi. Ăn cỏ. À, nó ăn cỏ, tưởng là nó chào mình. Okay. Bi chơi này lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Ừ. Bi biết xây cái nhà nào đẹp đẹp không? Xây cho anh cây coi. Đang bước khởi đầu. Ok, này là bước khởi đầu đúng không? Bước khởi đầu Minecraft trên PC. Anh em nào không có biết chơi Minecraft hay là có gì thì cứ việc coi rồi bắt chước theo nha. Chứ anh thấy cái này cũng bối rối lắm. Rồi anh đang học chơi thôi. Em đang kiếm một cục đá to nhất có thể. Em sẽ đào nó. Kiếm đá hả? Bi nhớ bản đồ không Bi? Trong này không có bản đồ. Em phải nhớ như cái chỗ nào, kiếm cái chỗ nào cao cao để xây mà mình biết mình đi về là chỗ đó. Giống như anh chơi trên điện thoại đó, anh kiếm cái đồi nào cao á, leo lên anh xây cho ảnh á. Cái này phải tự nhớ chứ không có thể là nhớ. Có cái trứng luôn rồi. Con heo rồi. Rồi mình làm sao cho mấy con này nó đi theo mình đâu? Của nó, con heo phải kiếm cà rốt. À, con heo là đi kiếm cà rốt đúng không? Con gà thì lấy hạt giống. Bây giờ mình mình có 2 hạt rồi đúng không? Là cho bắt là dụ con gà đi theo mình được không? Được. Nó đi theo chừng nào nó mới hết đi theo mình nữa? Nó sẽ có một khoảng cách để nó đi theo mình thôi, chứ nó không đi theo mình được. À, con heo nó nhảy miết luôn rồi. Bây giờ chúng ta xây nhà hả? Giờ đi kiếm đá đâu giờ? À, đằng kia, hình như đằng kia anh thấy có đá đấy. Đây có một đá khá là nhỏ nhỏ. Đá nè. Mình làm từ cúp này là rìu đúng không? Rìu gỗ từ từ lên rìu đá đúng không? Đúng. Ok, bi quay ra ngoài cho sáng xíu, bi quay vô trong tối quá. Thiếu đèn luôn ấy. Trong đây là tối thui chả thấy mặt trời, mặt trăng gì luôn á. Rồi. Tại vì đang đào, em sẽ đi ra ngoài ngay. Đào ở ngoài, đào vô từ từ. Rồi. Bây giờ mình là chế búa đá hay là rìu đá hay là cúp đá hả? Chế hết luôn. Thì cái nào đào nhanh hơn? Rìu đá thì đào nhanh, đào gỗ nhanh hơn, còn cúp đá thì đào đá nhanh hơn. Vậy là tí mình đi kiếm mình xây nhà đá hay là mình xây nhà gì? Nhà gỗ cho đẹp. Nhà gỗ nó đẹp hơn nhà đá hả? Nhà đá nó xấu lắm. À. Nhà đá muốn đẹp phải nung nó lên, mà nung nó lên lại cần nhiều thứ nữa. Ở đây là đá quá chừng luôn, có nguyên ngón hàng luôn á. Đá. Ok, cứ lụm đá đi. Giờ đã bắt đầu tới em sẽ đi ra ngoài và làm giường. Là làm cái giường ngủ hả? Ừ. À đúng rồi, làm cái giường để ngủ cho nó mau sáng đúng không? Đúng. Để tối mấy con zombie. Tối mấy con zombie nó có ra không Bi? Có chứ. À. Mấy con zombie nó có ăn thịt mình không? Có. Mà giờ em thiếu cục đất ơi luôn. À có rồi. Nó không có được kìa. Giờ làm sao cho nó được rồi? Giờ em phải kiếm một con cừu. Chết rồi. Trời tối rồi, nhanh lên đi kiếm đâu ra lẹ lên để hồi là ăn hành luôn đấy. Nhanh lên kiếm để chết thật. Đi sao quên mãi ta? Bị chế gì vậy? Làm bữa đuối. À, chế cây kiếm hả? Ơi, Bi tranh thủ đi kiếm con cù đi để làm giường ngủ nhanh Bi ơi. Tối rồi kìa. Em biết rồi, em sẽ đi nhanh nhất có thể. À, trời mấy em bị lọt đè. Bắt cua. Nguy hiểm quá. Ô, trời trời tối nhanh thế. Em đang có kiếm cừu. Rồi cừu mất hết rồi. Ồ, đêm nay chúng ta không lẽ phải ở ngoài sống với zombie sao? Căng quá. Chứ thật nó cũng không nhiều màu luôn. Kiếm cừu. Nhìn lên tối là không thấy mấy con cừu đâu, mấy con cừu đi ngủ ấy. Cừu mất tích rồi. Không còn con nào luôn hả? Không còn con nào anh ơi. Đi kiếm nhanh lên thợ, chui xuống nước chết nữa. Nhảy lên. Ơi chạy nhanh lên, thợ cái thằng đó là Spiderman gì đấy. Nó là nó bắn kinh khủng ấy. Zombie đã xuất hiện rồi, em sẽ chạy nhanh nhất có thể. Zombie đâu phải zombie mấy con xanh mà. Rồi bây giờ đi kiếm đâu ra mấy cái ấy đây, đi kiếm đâu ra con cừu đây. Cừu mất hết rồi. Cừu đi ngủ rồi. Bây giờ mình phải làm sao để sống sót ở khu vực này? Chạy. Giờ chạy tới nhất. Chạy tới sáng luôn hả? Chắc không luôn. Cái này căng á, chạy tới sáng là căng lắm luôn đấy. Con gà đâu có chế được cái lông đâu, có cái trứng gà luôn rồi. Bây giờ là buổi tối rồi hả? Sao nhanh thế? Rồi giờ em phải xây cái nhà. À, sao đưa mang rồi. Mày hả buổi tối chết đừng có chết chưa? Tấn công. Ai da mày. Oh yeah, nó chết rồi. Mình đi kiếm máu đi, ăn thịt vô lên để chết lại còn có miếng máu à. Rồi giờ em sẽ xây một cái nhà nhỏ. Nhà nhỏ. Xây nhanh đi. Lên thở tốc độ. Anh ơi, từ từ. Từ từ hả? Chết thiếu đá. Đội xe bậy chi để thiếu đá. Kìa. Trời ơi. Xây cái nhà mà gì đâu mà cũng thiếu đá nữa. Thiếu đá lấy gỗ. Nhanh lên. Chui vào. Có cái đuốc không? Không, từ từ. Không có đuốc là tối thui luôn ấy. Từ từ anh ơi. Sao cho trời nó sáng lên để căng quá. Ê. Xíu nữa ra chỗ. Rồi. Nấu thịt gà, nấu thịt gà, nấu thịt gà. Ồ, là đang nấu thịt gà luôn á hả? Là sáng là một tí. Trời gần sáng đó hả? Chưa. Đang cố duy trì sự sống. Đang cố duy trì sự sống, đang sinh tồn đúng không? Đúng rồi. Rồi ráng đi. Đây là đang trong cái lò luôn hả? Cái dưới là cái lò, còn ở trên là cái người không? Đúng rồi. Hay não thiệt chứ. Bi này chơi hay não quá. Nó ăn nó lên máu rồi, hồi hết máu là chết ngắt luôn. Hết gỗ. Ô, vừa đủ luôn. Tôi sẽ cho hết đống này vào. Giờ em sẽ đợi cho trời sáng. Thì Bi trong cái game này làm được cái gì nữa không Bi? Giờ đang trời tối chưa làm gì hết. Ôi đằng kia có mấy cái con gì dưới nước đấy. Con mực. Con mực. Ồ, con đó con mực hả? Dạ. Yeah. Mình bắt nó về nuôi được không? Không, mình giết nó chỉ lấy cái túi mực thôi à. Chứ không bắt được nó về nuôi hả? Không được. Con mực nó ăn cái gì không? Không, nó chả ăn gì hết. Ồ. Cái này có con zombie nào trên đó không ta? Không. Trời, ở lầu mặt trăng mới làm. Buổi tối bao lâu mới hết Bi? Buổi khá là lâu. Em đang có gì sự sống nó phải gì nữa. Máu lên đây rồi. Máu lên rồi. Anh làm trên cây không? Trên cây á, Bi biết làm này trên cây không? Làm thì làm được, có mà anh làm không? Ok, làm cái nhà ở đỡ cũng được. Mình làm cho cái nhà cho sáng. Thì đúng rồi đây. Giờ không có lông cừu để làm. Đang thiếu lông cừu để làm cái giường đúng không? Đúng. Giờ là không có. Ba em có ba cái lông cừu mà nó lại không nhiều được. Cái kỳ quá. Có 2 cái rồi đâu phải 3 đâu. 3 cái nè, 1 2 3 nè. Ba này lại không nhận được cái lông cừu. Nào nhộm không? Có mà chắc cũng phải 8 cái mới nhộm. Ok. Lại phải nấu hết thịt gà. Mình đợi kiếm nó. Hồi trời tới sáng luôn hả? Ok. Và các bạn xem video đừng quên để làm một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel vui lòng bấm đăng ký và mọi thông báo kênh lên nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ai muốn làm tiếp cái series này thì có thể comment bên dưới video cho mình ý kiến nha. Ok, xin chào mọi người.